Dạo này gần đây, nhiều thế lực ngoại đạo nổi lên trên mạng xã hội gây nhiều loạn ma. Đạo xuyên tạc giáo pháp gây ảnh hưởng cho Phật pháp và làm ảnh hưởng đến tu học của Phật tử. Đấu đá tông phái, đâu là thật, đâu là tà. Nhiều người tự xưng là đấng thần linh mới xuất hiện nhờ mạng xã hội. Ủa rồi hỏi gì? Thôi thì bây giờ mình cũng dựa theo câu này mình nói chút chút đi. Thưa đại chúng, không phải là chỉ cái thời này và thời nào cũng có những cái biến tướng của cuộc sống của xã hội. Nhưng mà tại vì bây giờ cái thời đại nó văn minh, thời đại 4 chấm, Internet tràn lan, cái sự truyền tải nó dễ dàng. Cho nên mình mới cập nhật nó nhiều như vậy. Chứ thật sự thời nào mà không có. Nhưng mà trước kia thì không có cái sự truyền tải trên mạng, trên trên Internet thì mình không biết thôi. Còn bây giờ là quá chừng tích tắc một chút là đã lên mạng rồi. Phải không? Thành thử ra chính vì vậy đó, mình không thể nói được đâu. Chỉ có một cái điều thôi, thì tự chúng ta phải cảnh giác. Vì chúng ta biết rằng ở đâu người ta cũng có thể cầm cái điện thoại ra người ta quay được hết. Cho nên cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh của mình, cố gắng chúng ta khắc phục, thu liễm để đừng làm thành một cái đề tài. Những cái điều đó chúng ta không thể tránh đâu. Nhưng mà chúng ta gọi là cố gắng thôi. Chứ còn cái người mà họ cố tình rồi thì họ đã cố tình hại rồi thì thôi, chịu thua. Tại sao? Hình ảnh còn ráp được mà. Phim ảnh còn ráp được, hình ảnh còn cắt xén, phim ảnh ráp được. Cái gì, cái người mà cố tâm rồi thì cái gì họ làm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên của chúng ta thì cái đó là mình khó tránh rồi. Hơn nữa mình ở ngoài sáng mà, cái người muốn hại thì trong tối. Phải không? Cho nên ở đây nói lên thì mình không có cách nào để mình, nếu mình đặt ra câu hỏi làm sao để diệt họ, làm sao diệt được. Ở đời này lúc nào rác nó cũng phải nhiều hơn hơn hoa hết. Hột xoàn đâu có dễ gì rơi rớt ngoài đường đâu. Còn rác rưới thì nó tràn lan. Có cái điều là chúng ta tự ý thức, và có thể nói rằng không lúc nào mà không có. Thời Phật cũng có, thời chư tổ cũng có, thời nào cũng có hết. Nhưng mà bởi vì ngày xưa con người người ta làm gì á, người ta cũng còn có cái đạo, cái đức. Và đồng thời cái sự mà truyền tải hệ thống Internet nó không có rộng, nó không có. Cho nên ở ví dụ có ở khúc nào chỗ đó biết thôi, không có tràn lan ra trên thế giới mình biết. Còn ngày nay nó hai phần, một phần á, là đạo đức nó kém. Phải không? Đạo đức nó kém mà sự gọi là ăn chơi sa đọa thì nó rất là nhiều. Cộng thêm bây giờ là cái gì? Rất là nhiều cái hệ thống Internet là nó quá ư là thuận lợi đi. Thậm chí bây giờ có những cái máy quay nó không còn đặt là những cái máy, nó chỉ là một cái viết thôi. Thậm chí nó là một cái gì đó rất nhỏ, nó đặt ở đâu đó thôi. Còn như là những cái trung tâm mà lớn, ta đặt những cái máy quay lớn là ta công khai. Vì người ta muốn làm gì? Cái đó là để người ta tránh phòng kẻ gian, chứ không phải người ta đặt để hại ai. Hiểu ý không? Thành tử ra giống như một cái ổ khóa. Ví dụ cái khóa cửa đi, hay là cái chốt cửa sổ đó mình vác xuống. Thật sự mình khóa là khóa, khóa người ngay hay khóa người gian? Hả? Khóa người ngay. Cái người mà người ta chân chánh, người ta ngay ngắn á, là ta lỡ người ta đụng vô cái tay cửa đó, ồ khóa rồi là người ta đi. Còn cái người mà người ta cố tình người ta gian rồi, khóa cỡ nào nó muốn đập thì nó đập. Ví dụ cái cửa sổ chùa mình đấy, khóa chốt xuống là rồi. Mà cái người ngay là người ta bao giờ ta làm gì? Ta nhìn vô ta, mà cái người ngay đâu bao giờ ta mở cửa sổ người ta chui vô. Còn cái người gian rồi á thì 10 cái đó cũng không thấm gì. Chơi mấy cái thùng tiền cũng vậy. Thí dụ mình lắp cái khóa, khóa người ngay thôi, mà người ngay là không bao giờ lại rờ rờ vô mấy chỗ đó. Chỉ người gian thôi, rờ xong rồi nó tìm cách nó đập, nó phá, phải không? Cho nên ở tất cả những cái trung tâm công cộng, ta đặt những cái máy quay rất là lớn, đó là công khai.
Người ta là chẳng những vậy tao còn để bảng nữa, ở đây có đặt máy nghe. Để làm gì? Người ta phòng ngừa kẻ gian thôi. Nhưng mà cái người mà đặt cái đó là có ý gian thì những cái đó nó không phải là cái to thế đâu. Đó là những cái chip, đó là những cái gì rất nhỏ. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này lúc nào cũng vậy. Nó đều có hai cái thế giới. Và chúng ta cố gắng tự lánh mình thôi. Chứ còn nếu mà thật sự chúng ta rơi vào cái danh sách bị hại của họ rồi thì khó tránh. Đó là mình nói ở cái mặt xã hội. Còn đứng trên cái phương diện bản thân của chúng ta, mình là một Phật tử thì chúng ta, đây chữ Phật tử này là nói chung á, không có phải riêng cho các vị cư sĩ, hay là nói chung là tất cả người xuất gia hay là những người tại gia, chúng ta là những người Phật tử. Thì chúng ta muốn bảo vệ cái đạo pháp của mình thì chỉ có cách là chúng ta làm sao chúng ta tu tập cho đúng chánh pháp. Nghe, điều thứ hai là ở trong nội bộ chúng ta phải đoàn kết. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái con sư tử nó không có chết vì một cái người săn bắn nó, nhưng mà con sư tử nó sẽ chết vì một con trùng nằm ở trong bộ lông của nó. Vì con trùng đó nó đục khoét cái bộ lông của con sư tử, và con sư tử sẽ chết vì nhiễm trùng đó. Cũng như thế, không ai có thể đánh phá được đạo pháp. Chỉ có những người đệ tử ruột ở trong nhà đó, tự chúng ta làm hại chúng ta, tự chúng ta xé lẻ chúng ta, tự chúng ta làm những cái điều mà để trở thành những đề tài để cho bên ngoài người ta có cơ hội người ta xuyên tạc. Và khi mà quý vị có đọc, có nghe những cái điều đó, mình khoan tin, khoan vội nhận cái đó để rồi phán xét, mà chúng ta phải có tư duy, phải có tìm hiểu. Trong kinh gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là con trùng trong sư tử, nó ăn thịt con sư tử và con sư tử sẽ chết. Còn người ngoài ta đánh mà nó không chết. Cho nên á, ngoại đạo hay là tà giáo cái gì đó, người ta mình gọi là cái gì đó, mình gọi, nhưng mà những cái đó người ta không có làm được cái gì trong phá hoại Phật pháp đâu. Chỉ có những người trong Phật pháp chúng ta tự làm phá hoại mình. Mà không phải quý vị biết là cái hình ảnh người tu Phật giáo là dễ bị lợi dụng nhất. Dễ nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả, lấy tâm ra sống, thí dụ vậy, cho nên rất là dễ. Và vì vậy cho nên á, có những cái điều mà nó người ta phải nghiêm túc để làm gì? Để ngăn ngừa những cái chuyện tệ hại nó xảy ra. Vì vậy mà thí dụ như mình là một người xuất gia, mình có thể sử dụng Facebook. Nhưng không phải cái hình ảnh gì mình cũng có thể để lên được. Không có thể mình đưa những cái hình ảnh mà nó không có một cái chút gì mà nó có liên hệ tới người tu lên, thì người ta sẽ thành ra cái đề tài người ta nói thôi. Thành thử ra rồi, ngay cả khi chúng ta lời qua tiếng lại ở trên cái phần mà chia sẻ công cộng đó, cái phần mà comment đó, lời lẽ chúng ta nói hay chúng ta giỡn chơi với nhau cái gì đó thì phải nên cẩn thận với cái đó. Còn nếu không thì thôi khỏi Facebook. Còn nếu mình xài Facebook thì mình phải xài như thế nào? Tại mình không phải là một người ở ngoài đời. Người thế gian ngoài đời thì người ta khác. Còn mình là người tu rồi thì mình cẩn thận cái đó, để cho người ta không có thành đem mình ra thành một cái đề tài mà người ta nói đâu phải nói mình, ta nói chung cả cái đạo pháp. Và chúng ta, vì chúng ta không có những cái bậc lớn hơn để mà kiểm soát mình, cho vì vậy mà ngày xưa các vị mà mới tu không có được ở riêng chúng, không có được rời xa thầy tổ sớm quá. Tại vì mình rời xa thầy tổ sớm quá, mình rất là dễ bị lôi cuốn, bị cuốn hút theo cái
cái thế gian. Cho nên trong cái bài mà dịch đó không, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trừ phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Đó là những cái câu mà chúng ta tụng lên để tự mình nhắc nhở mình.